Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là cha yêu thương xót, Ngài đã sai con của Ngài Đức Giêsu Kitô đến trần gian để giải thoát con người khỏi quyền lực của sự chết và chỉ đường cho chúng ta tiến về thiên quốc. Trong niềm tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, chúng ta cùng thay lời dâng lời nguyện xin. Thank you.
Anh chị em hãy cùng với đi lên của tôi, cùng là mỗi chi từ thiếu chưa là chân thân chân nhân. Các con hãy nhớ về lời mà như đi thầy.
thánh thiện lễ đi ta lâm chung. Chúng con hãy xin cho anh bị thiên lễ một thánh sẽ linh chung. Và khi Chúa đến đây thì lắm lễ và chúng con hiện tê đến với lòng chung. Xin cho chúng con được bổ sung được mình và mong con chung và được trả lời thánh thiện của mình. Thì trở nên một thân thể và một tinh thần cho anh đi thôi. Nguyện xin Chúa thiên thần làm cho chúng con trở nên